và các bạn, đây là một ngày thi đấu rất đẹp và tôi vui mừng khi được có mặt ở đây. Ở Madrid, sân vận động Bernabéu chính là ngôi nhà tinh thần của đội bóng đến từ thủ đô. Đây cũng là ngôi nhà thực sự của họ, nhưng có rất nhiều người đến đây để tỏ lòng ngưỡng mộ với Real Madrid. Đây là câu lạc bộ có bề dày lịch sử mà. Tôi thực sự ngưỡng mộ không khí ở đây. Khi bạn đến đây, bạn sẽ được bao quanh bởi những cổ động viên có niềm đam mê rất cuồng nhiệt với trái bóng. Một sân vận động tuyệt vời. Ô, cầu thủ giữ bóng đang bị các hậu vệ vây quanh. Các hậu vệ sẽ phải tổ chức một hệ thống phòng thủ thật tốt nếu như họ không muốn gặp rắc rối trong khu vực gần biên thành. Có sự hoán đổi về kiểu sân bóng ở đây. Họ đã mở ra một cơ hội với đường truyền này. Sergio Ramos, vâng, đội tuyển đang đến để hỗ trợ anh ấy. Pha cứu thua tuyệt vời của Alphonse Areola. Cristiano Ronaldo, cú bốn đã đẩy bóng đi xa. Và đó là một quả phạt góc dành cho Real Madrid. Đó là cú sút tuyệt vời và người cản phá thành công cũng tuyệt vời không kém. Một quả phạt góc khác. Cầu thủ đang kết nối tốt với nhau ở khu trung tâm. Đồng đội đã bảo vệ khung thủ môn. Bóng. Neymar. Edison Cavani. Giờ thì hãy cùng xem hàng thủ sẽ đối phó như thế nào với tình huống này khi mà đối phương đang đưa bóng tiến gần sát tới khung thành. Toni Kroos. Isco. Vâng, chắc chắn sẽ được bàn thắng. Pha bóng bổng xuất thẳng đến vị trí thủ môn và anh ấy đã xử lý rất tốt. Benzema. Rất tốt, nhưng cơ hội đã trôi qua rồi. Còn thật tệ là anh đã bỏ lỡ mất cơ hội. Đó là một cú phát bóng lên từ sân nhà. Đó là một đường truyền bóng rất có chủ đích. Họ đang không nắm được cơ hội để giữ được bóng. Toni Kroos. Được sút bóng thì được cứu bóng dễ dàng. Họ đang dâng lên để giúp đỡ anh ấy. Edison Cavani. Một chơi rất tốt. Vâng, nó chỉ đơn thuần là một đường ném biên đơn giản, nhưng tôi không nghĩ vậy. Nhất và cơ hội đi rồi. Và cầu thủ đã sút bóng. Anh ta đang cố ghi bàn. Vẫn còn nguy hiểm. Edison Cavani. Mười mươi để ghi bàn ở đây. Thủ môn đã cản phá nỗ lực sút bóng từ xa của đối phương và tiếng còi đó báo hiệu giờ nghỉ giải lao. Cho tới thời điểm này của trận đấu, tỷ số vẫn đang được giữ ở mức cân bằng, nhưng nếu anh để ý tới cục diện thì đáng ra tỷ số phải khác cơ. Và nói rằng họ đã chơi thực sự rất lấn lướt, tạo ra rất nhiều cơ hội và hàng phòng ngự đã phải thi đấu một cách rất khó khăn. Nhưng thật lạ là họ vẫn không thể thay đổi tỷ số. Toni Kroos, đồng đội của anh ta đang tiến lên rất nhanh. Đối thủ hạ thành không thể mang đến hiệu quả. Thế trận vẫn đang được giữ nguyên. Áp lực kết hợp với lo lắng đã làm anh ấy không thể thi đấu tốt như bình thường. Cristiano Ronaldo đã kết bóng thành công. Đối với thủ của Real Madrid đang rất hạ thân trước. Tôi không biết anh ta đang gặp áp lực hay không, nhưng dường như là như vậy. Pha sút bóng quá tệ. Sẽ làm gì với quả đá phạt này? Toni Kroos, đồng đội đang di chuyển để hỗ trợ anh ấy. Bóng ra ngoài nhưng nó vẫn đang ở trong sân. Ôi trời, anh ấy quá rất may mắn.
Ý tôi là người hậu vệ đó, tôi nghĩ anh ta đã khá bối rối trong việc cản phá, nhưng bằng cách nào đó anh ấy lại phá được bóng ra. Pha cứu bóng siêu kinh điển. Thủ môn đang giúp cả đội giành chiến thắng với những pha cứu bóng như thế. Paris Saint-Germain phải đối mặt với một quả phạt góc. Đó là sự lãng phí các quyền kiểm soát bóng tốt. Một tình huống sắc bén này rất có thể sẽ gây khó khăn nhiều cho hàng thủ. Một cơ hội rất tốt. Pha cản bóng quyết đoán và bóng đã được phá. Gì đấy, sự trao đổi tinh thần giữa hai cầu thủ chăng? Cứ cho là như vậy đi, từ đầu trận đấu thì họ còn chẳng nhìn nhau một lần nào. Verratti, anh ấy đang cần sự trợ giúp từ đồng đội. Họ đã có bóng nhưng đã làm mất nó. Bạn không thể đổ lỗi cho nỗ lực sút bóng của anh ấy nhưng không làm khó được thủ môn. Nắm được đường chuyền bóng và cản phá thành công. Nguy hiểm vẫn còn đó sau pha cứu bóng. Một cơ hội. Sút bóng rồi. Ronaldo đã rất cố gắng nhưng thủ môn đối phương đã có pha vắt bóng chuẩn xác. Tôi rất cảm phục thủ môn. Anh ấy đã có những pha cứu bóng rất tốt. Bóng đã chuyền sang cho đội đối phương. Sergio Ramos. Tung cầm sút rồi. Anh ấy đang tung chân lên. Anh ấy lao ra và có một pha cứu bóng tốt. Tôi không ngạc nhiên khi tỷ số đang là không đều bởi vì các thủ môn đang có phong độ rất tốt. Tôi nghĩ rằng Paris Saint-Germain đang chuẩn bị cho một sự thay đổi người. Vâng, họ xử lý rất tốt bóng bổng ở khu vực phía sau. Tôi nghĩ sút, cú sút mạnh. Nhưng thủ môn đã chọn đúng vị trí để cản phá. Phạt góc dành cho Real Madrid. Một quyết định khá táo bạo của huấn luyện viên. Ông đang đưa thêm một tiền đạo nữa vào sân. Và khá hợp lý đấy, quyết định này sẽ thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Một cơ hội tuyệt vời. Thật là một tình huống khá khó khăn với anh ấy, nhưng rồi anh ấy cũng đã xử lý được. Rất cố gắng. Ronaldo. Cuối cùng, và tôi chắc rằng từ giờ cho đến khi tiếng còi của trọng tài vang lên, họ sẽ làm mọi cách để giữ vững tỷ số. Tôi nghĩ rằng thời gian không còn nhiều nữa và chúng ta có lẽ đã có được buổi chiến thắng của trận đấu rồi. Vâng, điều quan trọng nhất là không còn nhiều thời gian. Tôi chỉ không hiểu là đội bên kia còn cơ hội nào để săn bằng cách biệt hay không. Angel Di Maria, để đáng ra đã có thể trở thành một cơ hội tuyệt vời rồi. Anh ấy đang rất căng thẳng, hãy nhìn anh ấy kìa. Vâng, nét mặt và điều bộ của anh ta đã nói lên điều đó. Họ chuẩn bị đưa vào một tiền đạo hứa hẹn sẽ ghi bàn. Trận đấu vẫn chưa kết thúc, đây có lẽ là những gì họ cần đây. Toni Kroos, Luka Modric. Anh ấy chẳng cần ai khuyên bảo gì cả. Không, anh có thể nhìn thấy anh ta đã biết được điều đó. Anh ấy đã có thể làm tốt hơn rất nhiều. Tốt và anh ấy biết điều đó. Vâng, tôi đang nhìn đây, anh ấy đang tỏ ra rất phẫn nộ. Đây sẽ là một pha sút bóng từ khung thành. Vâng, đó là tiếng còi kết thúc trận đấu ngày hôm nay.